Xin chào mọi người, Toyota Veloz chuẩn bị ra mắt tại Việt Nam sẽ có hai phiên bản là Cross Top và Cross với mức giá dự tính lần lượt là 650 triệu và 700 triệu, tức là tranh nhau 50 triệu đồng. Vậy hai phiên bản này có điểm gì khác nhau? Thứ nhất về ngoại thất, bản Top có mâm xe 17 inch còn bản tiêu chuẩn là 16 inch. Cả hai phiên bản đều được trang bị đèn pha và đèn hậu LED. Thứ hai là về nội thất, bản Top có cam 360, bản thường chỉ có cam lùi. Bản Top có gói an toàn Toyota Safety Sense, bản thường thì không bản top có màn hình trung tâm 9 inch còn bản tiêu chuẩn là 8 inch. Cả hai bản đều có 6 túi khí và phanh tay điện tử. Với sự khác biệt trên, liệu bạn có bỏ thêm 50 triệu để lấy bản top không hay sẽ lựa chọn bản tiêu chuẩn? Hãy để lại ý kiến của mọi người bên dưới video nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.